chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tiến Lực hoảng hốt vì xém gây cháy nhà khi trổ tài vào bếp dành tặng bất ngờ cho Thu Trang. Tiến Luật kể lại câu chuyện lần đầu vào bếp làm bánh cho bà xã Thu Trang và nhận cái kết đắng khiến mọi người không nhịn được cười. Cũng giống như bao gia đình, vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang ở nhà thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về giãn cách xã hội. Vì ở nhà quá lâu nên cũng từ đây có nhiều tình huống dở khóc dở cười đến từ hai vợ chồng Tiến Luật khiến khán giả vô cùng thích thú. Nam diễn viên chia sẻ câu chuyện vào bếp làm bắp cho vợ và cái kết không ngờ. Tiến Luật cho biết vì muốn tự tay vào bếp làm thức ăn để mừng sinh nhật bà xã Thu Trang nhưng không ngờ lại khiến mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Căn bếp bỗng đầy khói khiến mọi người chạy tán loạn. Hôm qua kiểm tra máy làm bắp cho vợ ăn mà xém cháy nhà. Một pha mừng sinh nhật vợ thì khó quên, anh xin lỗi. Tiến Luật gửi lời xin lỗi đến bà xã khiến mọi người không nhịn được cười. Bắp đâu chưa thấy, chứ cả gia đình chạy tán loạn vì khói. Gương mặt hoảng hốt của nam diễn viên chắc có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối của anh vào bếp làm thức ăn. Sau khi lắng nghe câu chuyện, rất đông bạn bè để lại bình luận vô cùng hài hước và khuyên ngăn Tiến Luật nên từ bỏ giấc mơ vào bếp nấu ăn. Đồng thời, diễn viên Thu Trang cũng để lại dòng bình luận. Ông chồng mình rất muốn mình bất ngờ trong ngày sinh nhật. Mình rất bất ngờ luôn, nguyên đêm qua thức trắng vì nhà khói quá trời là khói. Bạn bè ai nấy đều bật cười với câu chuyện Tiến Luật vào bếp. Trước đó không lâu, Tiến Luật cũng khiến mọi người được một trận cười khi được vợ tự tay cắt tóc tròn thời điểm ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, khiến nam diễn viên phải méo máu vì đâu không còn cọng tóc nào. Khi vợ gợi ý cạo luôn bộ râu, anh nhất quyết không đồng ý, khiến dân tình được một tràng cười ra nước mắt. Thu Trang cắt tóc cho chồng và cái kết không còn cọng tóc nào trên đầu. Không dừng ở đó, diễn viên hài Thu Trang còn thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh Tiến Luật ở nhà để trêu chồng. Trời ơi, chồng tôi sáng ngồi bật dậy nhắm mắt mà miệng cười tươi, đang đứng soạn đồ giật bắn người. Coi qua hỏi tại sao, anh ấy nói mỗi sáng thức dậy miệng cười tươi, lấy năng lượng tích cực cả ngày. Thấy đúng đúng, nhưng sợ quá mấy má ơi, Thu Trang viết. Hơn 2 tháng ở nhà chống dịch, Tiến Luật thường xuyên bị vợ dìm hàng trên trang cá nhân. Tiến Luật và Thu Trang vốn được biết tới là một trong những cặp vợ chồng được khán giả yêu thích nhất nhì Vbiz. Thời gian gần đây, khi thực hiện giãn cách xã hội, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước bên gia đình nhỏ. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện, ý nghĩa nhằm giúp đỡ người dân khó khăn, tặng những nhu yếu phẩm cho các khu dân cư đang bị cách ly, phong tỏa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.